vàng đóng xương khóc lặng dây dày cho tất cả mùa xuân con ấm mày nhớ đến mẹ hiền con thương vô ngày dài nuôi con vượt những gian nan biển trời mênh mông quá lòng mẹ bao la quá sức sâu thiêng liêng muôn đời khó quên mảnh đất cùng người kinh qua gian khổ giờ này con muôn màu đất đã khô mẹ con mang hơi ấm dùng đàn gom đất nóng yêu quê mẹ đã đi vào chiến tranh yêu quê mẹ đã đi vào chiến tranh trở về thăm chiến trường cô nơi ngày xưa mẹ đã nuôi chúng con chiến đấu quân thù từng giấc thương của khoai mẹ dành cho các con được có lòng mẹ chăm sóc từng bữa ăn mẹ thức chờ chúng con trở về để xóa vết hành quân từ ngôi nhà thân yêu của mẹ chúng con đã nhiều lần xuất kích luồn sâu vào trong lòng địch đánh cho chúng tôi tả hồn kinh mẹ vui mừng đón nhận tin chiến thắng mẹ khóc thầm cho những đứa con đã hy sinh anh dũng cây lúa bền vững trong mưa gió yêu quê mẹ đã qua hạt lúa thơm yêu quê mẹ đã qua hạt lúa tiễn chồng đi chiến đấu đâu nghĩ ra
sẽ vĩnh viễn chia ly. Nỗi đau mất chồng chưa kịp mờ tan, mẹ lần lượt hy sinh con hy sinh cho đất nước. Về quê hương không còn bóng giặc, nhưng bóng người thân của mẹ mãi mãi ra đi. Nước mắt mẹ không còn vì khóc, những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương. Mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, còn lại mẹ tôi. Dù tuổi đã cao, sức mẹ đã yếu, nhưng ngày ngày mẹ vẫn mang thuốc rau đổi gạo nuôi cá. Đánh đuổi giặc thâm tàn. Ôi cao quý thay người mẹ Việt Nam anh hùng, mà giặc thù đã cướp đi của mẹ những người con. Mẹ mang nặng đẻ đau cùng những đứa con, dầu mẹ không sanh không. Một người con mất đi là nỗi đau suốt đời mẹ, các anh mất đi như vạn lần nỗi đớn đau. Nhưng mẹ biết làm sao đây, vì các con mẹ phải đi về phía trước, cùng toàn dân giành lại tự do cho nước con mình. Son sắt và kiên trung vững vàng như tùng bách, sáng ngời như hải đăng, sống mãi cùng sóng núi. Lặng lẽ âm thầm chịu đựng và hy sinh tất cả, đó là tấm lòng mẹ với đất nước đồng bào đồng đội. Rộng lớn mênh mông như biển cả, tinh khiết đậm đà hơn cả muối xa quân. Mẹ không thể có đi nỗi đau và không thể làm mất đi niềm tự hào. Mẹ ơi, giờ đây quê hương mình đã được thanh bình, nhưng ngày nào mẹ ước nguyện cầu mong. Giờ hy sinh của mẹ không gì sánh nổi, dẫu mẹ không kể công không đòi hỏi. Nhưng mẹ ơi, hãy để chúng con được đền đáp công ơn người mẹ Việt Nam bất khuất kiên cường. Nhưng ai đứng trước mẹ không lặng tin và miên man suy nghĩ về những gì quá đổi thiên
nay vẫn còn. Còn có những đứa con dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ. Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng. Khi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sẻ nỗi buồn, cho con xin sẻ đôi ba hương, cho con hôn đôi mắt mỗi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, xin cảm ơn người, người mẹ của tôi. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần 147 do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi thực hiện, đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 từ Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nông thôn mới Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca cảnh cải lương Người mẹ của tôi, tân nhạc Xuân Hồng, Đỗ Chí Thiện, vọng cổ Phương Lam qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Nguyễn Kha, Hồ Ngọc Trinh, Lê Tứ, Thi Trang cùng phần minh họa của nhóm múa Bình Minh. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị khách quý. Về phía huyện Củ Chi, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Cao Thị Gái, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi. Chúng tôi cũng xin mừng được chào đón đại diện các phòng ban, các đoàn thể của huyện Củ Chi. Về phía Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Hòa, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón sự quan tâm theo dõi và tham dự của đông đảo bà con đang có mặt tại sân khấu của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và quý vị khán giả đang theo dõi trên sóng trực tiếp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bản chất của người phụ nữ dù thuộc vào dân tộc nào, thời đại nào cũng đều yêu hòa bình, sản sinh và nuôi dưỡng những con người của các thế hệ tiếp nối. Trong khi đó, chiến tranh lại đem đến cho người phụ nữ những nỗi đau, dù ở đất nước nào thì cũng không có từ ngữ nào có thể tả xiết. Nhân dân ta vẫn luôn ghi nhớ công lao của những bà mẹ Việt Nam, những con người không chỉ sản sinh và cống hiến cho Tổ quốc những người con ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng để giữ gìn non sông gắn vóc mà Tổ tiên để lại, mà bản thân họ cũng đã cống hiến cho Tổ quốc tài năng, trí tuệ và lòng dũng cảm tuyệt vời để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại từng tấc đất cho quê hương của chúng ta và nêu gương sáng cho thế hệ mai sau. Cũng trong dòng suy tưởng đó, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức bài ca cổ Người mẹ miền Nam của tác giả Viễn Châu và đặc biệt qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao. Đưa các con qua mấy chặng ra đến tận chiến trường, ngày con về bình minh sáng tươi cặp nước non sống trong niềm vui, cây phượng hồng bờ sông nở hoa
cờ sao rộn ràng trước gió, nhìn các con đi với nụ cười rạng rỡ. Mẹ cũng thấy hân hoan hớn hở trong lòng. Nghe ngân vang những khúc nhạc thanh bình, mẹ con mình giờ còn gặp lại sau những ngày gian khổ hy sinh. Một quãng đời tan tóc thê lương suốt 30 năm, mẹ chờ đợi ngày này, ngày huy hoàng thống nhất non sông. Mừng quê nhà đã hoàn toàn giải phóng, cho tổ quốc đưa kiên gan tự thách chốn đau tù. Đưa sông pha để tận diệt quân thù, nhớ những khi vào sảnh ra tử, mẹ vẫn cận kề bên cạnh đường giao liên cỏ vẫn còn xanh, kia hầm chống giặc nhện chưa phong dâu cũ. Mẹ thương các con bằng tình thương mẫu tử, sống oai hùng chết cùng vinh quang. Chẳng đường nghỉ, mẹ không quên quê mùi mẹ bên cạnh mấy giác cơm. Nước khô gom mẹ vô gạo nằm, nồi mẹ nấu bằng vỏ đảng rồng hải. Đây là chứng tích của quân thù bảo an, tiêu mà tiên trộn muối bạc liêu, gạo châu đất chùm cùi bằng xa. Các con ăn đi cho đôi tay thêm sức, rút hết hồng tâm dán mạnh xuống đầu thù. Chục năm dài mấy chuyến đò đưa, quê nghèo sớm nắng chiều mưa, thù quân xâm lược dày bừa nước non. 30 năm sống trong vùng lửa đạn,
Mẹ năm nay đã tóc bạc da sai chỉ một tấm thân đó gần đất xa trời, chỉ mong các con của mẹ yên lành mạnh khỏe, diệt quân thù để cứu lấy quê hương. Đã bao nhiêu lần mẹ trinh đảng lạc bên rơi, cũng hằng ngàn bận mẹ nấu xôi tại đàn. Mẹ chỉ chờ đợi một ngày mai tươi sáng, mẹ con ta chắc hẳn được tụng cùng. Mẹ dậy sớm mừng Sài Gòn giải phóng, khắp phố phường dáng dậy tiên quan hô, nhìn các con đi trên đường phố Bác Hồ, mẹ vui sướng nên không cầm nước mắt. Các con của mẹ là trái hùng đất Nghĩa, xứng đáng là dân tộc rồng mẫn ngày đất nước bình yên, con đường hòa hợp dân nguyên nghiệp cộng. 80 tuổi đầu mẹ cảm thấy mình đã sống cho ngày mai, được làm mẹ của những đứa con anh hùng của đất nước, làm dân nước Việt kiên cường bất khuất, đánh đuổi quân thù giành độc lập tự do. Thì có chừng tinh thần của bà con mình sẽ bị dao động. Tất cả hãy bình tĩnh. Úc Thu đã đi trinh sát địa bàn ở nội thành, phải nắm rõ tình hình mới tính kế hoạch tấn công được. Dạ. Phải công nhận nha, Úc Thu trẻ người nhỏ con nhưng gan lớn lắm. Anh á, anh chỉ kêu một mình Úc Thu thôi, còn những chị em khác thì sao? Nếu không có gan lớn sao dám làm việc động trong lòng địch dưới Sài Gòn. Thôi đi, gan thì lớn giống nhau, nhưng Úc Thu là đứa em gái nhỏ nhất trong đội biệt động của mình. Không riêng Úc Thu mà nhiều cô gái được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cũ chi đều mang trong lòng dòng máu đấu tranh, quê mình đã được vinh danh đất thép thành lộc mấy tân phú trung chiến đấu kiên cường. Úc Thu lớn lên trên mảnh đất này, từ trong lòng đất luôn thì thầm những kế hoạch đấu tranh của chi bao đời. Người dân không chịu cúi đầu, thực dân hay đế quốc đến đất này, phải dè dặt từng bước chân, phải đánh giặc cả nước cùng đánh giặc. Đất thép thành lòng chỉ có ở Củ Chi, lòng đất kia khác nào lòng mẹ, đừng mà
bọc những người con. Các anh chị ơi, các chị anh chị ơi, các anh chị, em về rồi. Úc Thu, đâu đâu đâu, khoan khoan khoan, chuyện gì em, bình tĩnh với em. Khoan, đợi chút, này uống miếng nước đi. Từ 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 từ. Khoan rồi, thở chút đi hả nói. Bình tĩnh. Các anh chị có biết không? Sao em? Em đã tìm hiểu được đi của đám cảnh sát kia. Chúng thường tập trung về sân vận động Cộng Hòa, khu vực đó có cửa hông và cửa chính. Chúng tập trung về luyện tập ở đây. Khoảng 11 giờ bọn chúng sẽ nghỉ trưa. Chốt của mình sẽ đặt ở hai nơi. Cổng chính sẽ là cổng chúng đi xa. Cổng phụ sẽ đổ sau 2 phút thành. Chẳng bước được hay lắm. Giữa lòng thủ đô phát lên tiếng nổ, nhất định đám cảnh sát kia sẽ hiểu được rằng những cuộc đàn áp vào quần chúng và sinh viên học sinh là không thuận với lòng dân và nghịch ý trời. Vậy thì chúng ta chia ra 2 tổ để hành động. Các đồng chí, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ kế hoạch đánh này, và chúng ta nhất định phải thắng. Phải, đường đi em đã tận tường và em hiểu được cách sinh hoạt hàng ngày của chúng. Em tình nguyện xung phong. Úc Thu, các anh chị ơi, cuộc chiến của chúng ta đang ở ngay trong lòng địch, ở giữa đất thành đô qua lệ muôn màu. Phải tránh tổn thất cho dân, những người dân đang sống trong lòng địch. Biết đồng Sài Gòn là phải biết hy sinh bởi những rủi ro, không sao lường trước. Đám cảnh sát đã đàn áp thật dã man sinh viên học sinh và bà con lao động. Biệt động Sài Gòn luôn đối đầu cùng nguy hiểm. Chúng ta tiêu diệt kẻ thù, nhưng phải bảo vệ dân. Đấu tranh trong lòng địch, ngoài lòng kiên cường dũng cảm, còn phải là một diễn viên quá thân giữa cuộc đời. Các đồng chí, nhưng rồi đó chúng ta luôn lường trước, luôn chấp nhận hy sinh che chở chân lành. Úc Thu, em là con chim bồ câu nối tinh chưa đô thành. Anh Sáu, phong trào đấu tranh bừng lên như ngọn lửa. Mỗi người dân, mỗi sinh viên thành chiến sĩ giữa thành đô. Đồng đội ở Củ Chi đang chờ vào trận đánh ngày mai. Tiếng nổ giữa Sài Gòn sẽ là pháo linh. Úc Thu là diễn viên giữa thời chính. Kẻ thù và đồng bào chỉ cách một tầm tay. Úc Thu, các anh chị hãy nhìn xem. Rồi anh Sáu, chúng ta đã thắng rồi anh Sáu ơi.
chúng ta đã thắng trận rồi. Các đồng chí. Dạ. Dạ. Trận đánh vào sân vận động Cộng Hòa đã giành thắng lợi to lớn. Tinh thần học sinh, sinh viên và bà con Sài Gòn gia đình đã phấn chấn trở lại. Dạ. Thắng lợi vừa rồi là nhờ tài trí linh hoạt nắm sát thực tế của Úc Thu. Chính vì vậy, lãnh đạo vừa mới họp bàn và đã quyết định đề bạt Úc Thu vào vị trí trung đội phó. Hay quá. Còn bây giờ anh và anh Minh phải đi họp gấp với mấy chú ở tuyến trong để bàn kế hoạch cho những trận đánh sắp tới. Tụi anh đi à? Dạ. Đi nha. Chào anh Sáu, chào anh Vĩnh. Hai anh đi cẩn thận nha. Úc Thu. Dạ anh. Dạ. Không ngờ cô Úc Thu, một cô gái nhỏ ở vùng đất Củ Chi ngày nào hiền lành như củ khoai hột lúa vậy đó. Vậy mà khi đấu tranh thật dũng cảm phi thường. Đúng là cô Úc đất Củ Chi nhưng lại điên hóa thân len lỏi giữa đô thành. Nào có kiếm ai đâu trí tài thao lược, lại còn có trái tim gan dạ. Mảnh đất Củ Chi trái chạy luôn chung sức chung lòng, từng bàn tay biết đào hầm suốt mấy mùa tháng thiên. Kẻ đừng sao quá lời đâu chỉ mình cũng phụ tài rồi. Chúng ta để nuôi miền Nam Bắc, em tin thắng lợi sẽ không xa khi mình biết nương tựa vào dân. Phải khi mình biết nương tựa vào dân thì toàn dân cùng chung và cuộc sống như non sông thành chân lý soi đường. Củ Chi sáng danh đất thép thành đồng, mỗi người dân biết đào hầm trú ẩn, từng con đường hầm núi đĩa đà hậu trên quê hương. Mỗi người dân thành chiến sĩ đấu tranh, không riêng ở Củ Chi mà đang tiến vào thành phố. Tiếng nổ hôm qua đã phá lên tín hiệu, toàn dân đấu tranh đơn hàng ngũ. Ôi tuổi 20 của trăm trài nước giác rực rỡ hơn nhiều bên ngọn lửa chiến công, kẻ ba lá đơn sơ giữ cho vùng mai bóng. Chị em mình vào trận đánh ngày mai. Chị anh Úc Thu, em gắng cố gắng, cố gắng nghe em. Dạ. Anh Sáu. Chào đồng chí trung đội phó, chúng ta hãy chuẩn bị cho trận đánh ngày mai. Dạ. Trung đội phó Úc Thu, anh chờ nhấn lên. Thôi, được rồi, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây ta bàn kế hoạch nè. Trận đấu mới hả các anh? Đúng vậy. Tiếng nổ hôm qua làm trùng khi đối phương. Chúng ta đang ở thế thượng phong. Bọn cảnh sát kia có phần rối trí. Sinh viên đang hừng hực khí thế đấu tranh. Còn lao động ở nội ô, làm tay mắt của ta ở trong lòng mình. Lãnh đạo vừa mới họp xong và đã đưa ra quyết định. Căn cứ Đại Phong là kho chủ yếu, cung cấp quân lương của kẻ thù. Các đồng chí, bên mình đông, bắp nập đông người. Căn cứ Đại Phong ở sát khu này, chúng ta bàn cách
đánh kỹ hơn. Bình Đông mùa mùa bán rộn ràng, dễ dàng chút chỗ đông người, nhưng khó về đánh hại cho dân. Lãnh đạo có cân nhắc chuyện này, nhưng chúng ta không thừa thắng tấn công thì cũng không hay. Em không có sợ khó, em chỉ sợ... sợ ảnh hưởng đến người dân lao động. Úc Thu, chúng ta luôn tâm niệm, dù bất cứ trong trường hợp nào cũng phải tránh nguy hiểm cho thường dân. Đúng. Úc Thu, em là người có kinh nghiệm đánh địch giữa lòng thành phố, nên chỉ huy đã quyết định giao nhiệm vụ này cho em. Úc Thu, bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, Úc Thu nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn cải lương qua hồng miền đất lửa của tác giả Hà Nam Quang với phần biểu diễn của các nghệ sĩ Ngân Huệ, Minh Hoàng, Thanh Cường và Thi Nhung cùng với phần minh họa của nhóm Bạch Dương. Trích đoạn vừa rồi cũng đã phần nào khái quát và hình dung lại về vùng đất thép thành đồng của Tổ quốc trong công cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Trong trích đoạn, những người con của quê hương Củ Chi từ lòng đất xông lên đã không ngại hy sinh thân thể của mình để đuổi quân thù, để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Và để ghi nhớ công lao của những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, quê hương Củ Chi đã xây dựng đền tưởng niệm Bến Dược Củ Chi. Trải tấm lòng son vì đất nước, đem dòng máu đỏ giữ quê hương, lòng biết công ơn, nhang thơm một nén, đời còn bóng dáng sao sáng ngàn năm. Đó là những câu từ được ghi trên cổng tam quan trước khi bước vào đền để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ ngày hôm nay đối với những người anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì quê hương sông núi. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức bài ca cổ bên đền tưởng niệm của tác giả Trần Hùng Phương với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Anh đã ra đi,
làng toàn dân đứng lên đánh đuổi giặc hung tàn. Chỉ đã ngã xuống mảnh đất này vì độc lập tự do, trải tấm lòng son vì đất nước đem dòng máu đỏ giữa quê hương, lòng biết công ơn gian thương một nén đời còn bóng dáng soi sáng ngàn năm. Đạo năm xưa
là ruộng đồng triệu hạt. Qua lắp dần những thương tích chiến tranh, cũ đi phòng dinh trên mảnh đất điều tàn. Đời đời xin khắc cốt ghi tâm và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ. Xuân xanh thắm ấm no theo về
trong đôi mắt em đầy hy vọng xanh màu. Như những chàng trai cô gái năm nào cất bước ly hương để nặng lòng thương nhớ. Nay về cô chỉ với tâm hồn rộng mở nơi nhà mái ruộng vườn cùng hâm hở dừng say. Nhớ lại lời tâm em vừa thưởng thức ca cảnh cải lương Màu xanh trong mắt em của tác giả Hoàng Song Việt với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và ca sĩ Tống Hạo Nhiên cùng phần minh họa của nhóm múa Bình Minh. Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng Giêng của năm Kỷ Mùi, tức là năm 1859, Thành Gia Định thất thủ. Trương Định đã đem quân từ đồn Gia Thuận, Gò Công lên đất Thuận Kiều để đánh Pháp và đã lập được nhiều chiến công tại đây. Tuy nhiên, đến năm 1861, phòng tuyến Chí Hòa lại bị thực dân Pháp chọc thủng và Trương Định một lần nữa dời căn cứ trở về vùng đất Tân Hòa, Gò Công. Tại đây, ông đã phối hợp cùng với nhiều trung tâm kháng chiến khác trên đất Gia Tường để tấn công mãnh liệt thực dân Pháp lúc bấy giờ. Và cũng trên mảnh đất Gò Công này, Trương Định đã cho thiết lập rất nhiều những thành lũy pháo đài. Và trong đó, đài bản danh của Trương Định được đặt trên dòng Quy Sơn. Và xin lỗi quý vị, dòng Sơn Quy. Và địa danh dòng Sơn Quy đã trở thành một địa danh lưu dấu muôn đời trên mảnh đất Gò Công. Liên tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Cờ Nghĩa dòng Sơn Quy của tác giả Huỳnh Anh. Và trích đoạn này sẽ được thể hiện qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao, các nghệ sĩ Thanh Hồng, Thanh Đông và nhóm múa Bình Minh. Sài Gòn kể mây đông, dấu biết dũng hình giờ đất Việt, chẳng đành xa bỏ xứ Gò Công. Hoa quan cờ quỳ xuống nghe chiêu chỉ. Với thiện chí giao hòa của triều đình và Phú Lan Sa đã được ký kết ngày 5 tháng 6 năm 1862. Qua đó, ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ thuộc về của Đại Pháp chấm ra lệnh cho các tổ chức chống Pháp lập tức bãi binh. Điềm Phó Quan Cơ đã có công trong việc giữ Gia Định thành, chấm sẽ ban chức lãnh binh An Giang, trong nội vực 3 ngày phải về An Giang trấn nhậm cầm thử.
quân. Lãnh binh, Hà Quang xin nhắc cho ngài nhớ, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ gồm có Biên Hòa, Gia Định Tường, trong đó có cái sứ Gò Công của ngài đang trấn giữ, mà hiện giờ là giao cho đại pháp. Ngài đã thường nói hai chữ trung quân. Như vậy chiêu chỉ của triều đình còn tươi màu mực, tùy ngài định liệu. Xin cáo biệt. Đại quân, đại quân, đại quân. Triều đình ra lệnh bãi binh, ba tỉnh miền Đông lọt vào tay giặc. Khắp lục tỉnh Nam Kỳ, nhân dân đứng lên theo ngọn cờ nghĩa giống, giáo mát tâm giống chẳng ngại hy sinh. Thế mà triều đình ra lệnh bãi binh và xuống chỉ điều ta về An Giang tức khắc. Trời ơi, ta biết phải làm sao khi nghĩa nước tình non trên vai còn mà hai chữ trung quân đêm ngày thúc giục xuống lệnh cho ta mau cất bước lên đường. Đã bao năm ta cùng nghĩa quân chiến đấu chiến trường, từ những ngày đầu Phụng Kiều loan mau giặc, kim thép ngời ngời dùng khi Hò Công. Đã thâm mau bao anh hùng nghĩa dòng, cờ dần phất bay dưới trời quê đồng lòng. Sao ta đành lòng quay lưng đi xứ khác. Giặc Tây xâm chiếm cõi bờ, chàng đi giết giặc thiết chờ năm canh. Chiều nay nghe lệnh bãi binh, có người nghĩa sĩ giật mình ngẩn ngơ. Trời ơi, lệnh bãi binh nghe qua chừng như sét đánh, dọa nát trái tim yêu nước bao người. Ngân cổ ta kêu lớn nghĩ đến tận trời, ôi đơn đau khu vườn xanh gia phần, ruộng lúa tân hòa bài cá Gò Công. Máu đỏ bao đời ấm lòng địa quê, con chim cổng tước còn hót vang ngày mở. Ba tỉnh thân từ nay đã mất xứ Gò ơi, ta thao thức suốt canh. Phu quân, phu quân, phu nhân, sao nàng không ngươi ra đây để làm gì? Thiếp đã trộm nghe và đã hiểu tất cả những gì sâu kín trong lòng chàng. Phu nhân đã hiểu à? Phu quân ơi, thiếp rất kề cận chàng giữa đôi chim liền cắt.
từ những ngày đầu tiên chàng mới về xứ Gò này mở đất khai quang. Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nắng dội mưa giăng, giọt mồ hôi ấm áp của chàng rơi xuống nơi đây. Tạo lập cơ ngơi, kêu gọi bà con xây dựng đồn điền. Ta thương ai kia bàn tay chai sàn, không một tiếng than cùng ta chịu đựng, bữa đói bữa no trong giữa muối thương trà. Một ngày tàu Tây đến, mảnh đất yên bình bỗng nổi cát qua. Chàng dẫn đi đâu, nàng lại cùng ta xông vào máu lửa, vận động khắp nơi bao tài vật, dụng cứ nuôi quân thân nhi nữ quá thiên. Chấp nhận về đây để nâng khăn sữa dân ơi. Trương Định này vô cùng cảm kích trước tâm lòng nàng. Phu quân, nhưng tất cả đã hết rồi. Phu quân, bao nhiêu tâm huyết của vợ chồng ta giờ đã theo dòng nước kia trôi về biển cả. Tướng công, tướng công ơi, bây giờ chàng định liệu ra sao? Lệnh cửu trùng đã ban, phận bày tôi ha chẳng phải cúi đầu tuân chỉ. Thiếp đã rõ, chàng ơi thiếp đã rõ. Đào trong thần ai quốc nặng quăng, giọt lệ cay cay trong đầy khóe mắt, nóng đầy khổ đau. Nàng ơi, ta biết liệu sao bước đi máu hận sôi trào trong tim. Tướng công ơi, thiếp đã hiểu được lòng của chàng, nên thiếp đã sẵn sàng hướng án để chàng tế lễ phu trước nhân. Khi chàng rời khỏi sơn quy, phu nhân nàng nghĩa binh bài hướng án. Quỳ xuống đi phu quân. Khói hương nghi ngút gửi trọn khắp lòng, nghĩa đạo vợ chồng đồng tố tam bái.
vợ chồng tôi xin tạ tội cùng tổ tiên đã không giữ được mảnh đất yêu thương sắp lọt vào tay giặc. Để cho hồn nước hoàng đao dưới gót dài quân xâm lược, cho tiếng quốc thâu canh uất nghẹn đến muôn đời. Chân bước ra đi ngoảnh mặt chẳng nên lời, ai bài chi cẩn tình nhãn trái cho lập lờ nghe ai bước đào trung quân. Lẽ ra vua phải là bậc tối thượng tối cao, mang cả hồn dân tộc trong lời thề ái quốc, sao vua lại cam tâm chủ hòa với giặc, cho xót lòng ta trong đạo tối thần. Thứ hai gửi về báo nghĩa sĩ, mấy năm dài cùng chú tướng sống lên. Anh hùng không tuổi không tên, máu đào xương trắng giữ yên đất này. Lại thứ ba xin chịu tội với bà con cô bác, những con người áo dài quần dài đã gắn bó với nghĩa quân, đùm bọc chở che cho ngọn cờ tổ nghĩa. Ngọn cờ ấy từng vững vàng trong bao tô, giờ phải nát tan bởi lệnh của Dương Triều. Thiếp đã thay lời tạ tội cho tướng công, chàng hãy gạt lệ về An Giang nhằm lòng máu đỏ tim hồng, xin gửi lại sơn quê. Phu nhân, nàng hãy vào vào trong cung rất nhanh chóng, đưa Trương Quyền bọn ta đến dùng tỷ địa chờ đợi thời cơ. Phu quân, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, thiếp nỡ nào để chàng ra đi một mình được sao? Cứ đưa con trai ta về chỗ an toàn, rồi mọi việc sau này sẽ tính. Phu quân, vậy là chàng đã quyết định ra đi à? Ta sẽ về An Giang nhậm chức ngay đêm nay. Phu nhân, nàng vững dạ đợi chờ ngày tái hợp. Phu quân, xin chủ tướng dừng lại, xin chủ tướng đừng đi. Các người đến làm gì? Các người đến làm gì? Tướng công ơi, vận mệnh của nước non đang chờ đứng hồn anh quyết định sao cùng. Nghĩa binh đang trùng trùng dây cô giao mắt trong tay sẵn sàng chờ đợi trương tướng công đầy cờ xuống lệnh xuống phong. Nghĩa binh trương đại kỳ đình
sự thật là đây mà ta ngâm là chờ đỏ vất tay mà ngỡ như máu đào ta sôi sùng vì nhân dân ta kháng bên triều đình thề không tội chung trời chơi lũ giặc Tây quan hô chủ tướng vì nước vì dân vì sự sống còn của ba tỉnh Nam Kỳ Dương Định này sẽ ở lại xứ Gò Công nhậm tước vị bình tây đại nguyên soái của dân bang quốc cao cờ nghĩa giống giữa hồn ta non nước thanh bình rực
trở sắc cờ quê, quê hương ta biết mấy tự hào. Đâu có hôm nào sẽ mãi lùi xa, khi nước non nhà vang bài ca thống nhất. Lòng cờ sao tung cánh bay, mong nước non bay qua. Nơi nơi vang tiếng hoan ca qua núi đồi bao la, tình quê hương thiết tha đậm đà. Xuân thắng trận là xuân vang tiếng ca. Thank you.
hòa xuống rớt ra tai khiến anh ân hòa nhịp cùng hơi thở mang cả tình xuân vào giác nắng tươi hồng. Mùa xuân chiến thắng nghe tâm hồn trải rộng yêu con đường làng gió lòng thanh thang đồng lúa vì nhiêu những ngôi nhà hối đồ yêu tâm áo ngày xuân yêu tiếng cười trẻ nhỏ yêu túi hồn nhiên trong ánh nắng xuân hồng.
trời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Vui quê hương dấu bao lâu dập phá đi phong mà vẫn luôn thường dài một ngày tổng thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn non hoang mỗi đất đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Điện hoa đăng những môi cười là đó hoa hồng tươi thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn ca sông không nhớ rạng rỡ. Niềm vui với các sáng tác tân nhạc của các nhạc sĩ Cao Việt Bách, Hoàng Hà, Võ Văn Di, phần vọng cổ của các tác giả Tô Thiên Kiều, Phạm Văn Đằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, các nghệ sĩ Ngọc Đợi, Như Huỳnh và phần minh họa của nhóm múa Bạch Dương. Và tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần 147 ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc và xin gặp lại trong chương trình lần sau.